Mà chị Gấu ơi, ra đóng cửa giùm em cái. Đi hả con? Ừ, em đi. Đóng đóng giùm em cái cửa ấy. Ủa giờ đi đường nào anh? Lên tới trên đây nó có ngã ba nhà thờ đó, nhà thờ À. Tùng Lâm á, quẹo cái đi về hướng Dạ. Rồi thôi em đi nha. Cảm ơn anh chị nhiều. Cái gì? Ừ quên. Rồi bên chân nhé. Ừ quên. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Bye bye. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Mọi người, hôm nay là mùa Tết thì mình cũng chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, đầy sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Hiện tại thì bây giờ là mình đang đạp từ Đà Lạt đi ra đường 722 để đi lên đường Nớ. Thì hy vọng là trong sáng nay là mình sẽ lên tới Đường Nớ và chiều là mình sẽ đổ xuống Đại Long. Mình nghe nói là ở dưới Đại Long á là nó có cái suối nước nóng tự nhiên đó, là mình bây giờ là mình muốn xuống đó khám phá như thế nào, rồi sẵn tiện mình tắm ở đó, hoặc là nếu như mà trời mà chiều tối á, có thể là mình sẽ cắm trại tại đó luôn. Nên mình đi tiếp nha. Rồi trên đường đi có gì hay mình sẽ quay cho mọi người coi. Hiện tại thì mình đang trên đường 722 á mọi người. Mình đang đứng trên cái đỉnh cao nhất. Còn bây giờ là mình đi hướng này, mình đổ xuống một con dốc, xong mình lên thêm một cái đỉnh nữa. Nhưng mà cái đỉnh đó nó sẽ thấp hơn cái đỉnh này. Độ cao hiện tại của mình đang đứng là 1807 mét. Đó. Bây giờ trên này sóng 4G cũng rất là yếu, nên là mình muốn sổ xuống đừng nữa nhanh luôn để còn gọi điện thoại về chúc Tết gia đình nữa. Chưa ăn gì luôn á, hai cái bánh chưng vẫn còn nè. Hôm qua mua được hai cái bánh chưng, một hũ củ kiều nhỏ chạy giá quá trời luôn. Để thôi giờ mình đi nha, tranh thủ. Đây mình gặp người rồi, là bây giờ cái anh này là ảnh làm cái này là công ty đúng không anh? Công ty làng Cù Lần hả? Đúng, cái này là làng Cù Lần. Là mình đem lá thông về mình đốt để chi vậy? À, để khỏi bị móc ván đồ hả? Là nhà nào cũng vậy hay sao, hay là chỉ có cái nhà này thôi? Nhà bên kia cũng vậy hả? À, có nghĩa là đốt cái này nè để cho khói nó xong mấy cái gỗ này để khỏi hư nhà đúng không? À, cho mình lên trên lầu xem thử nha. Được, cảm ơn. Wow, view rất đẹp. Thấy không? Mọi người thấy không? Trời ơi, chỗ này mày sống ảo thì thôi rồi. Thôi rồi lụm ư. Là trong này người ta cũng cũng có xong cái lá thông nè. Đó, xong khói.
cho gỗ nó khỏi bị hư. Anh biết trong này có gì ta? Trong này cái phòng cắm mọi người. Có gì hết. Xong. Cái nhà này là cho khách du lịch thuê hay sao? À, là làm quán cà phê. Cái này là đang làm hả? Này là quán cà phê. Đẹp quá trời đẹp luôn. Cảm ơn. Ơi, buổi sáng của mình đây mọi người ơi. Có bánh chưng nè, cũng ra Tết chứ bộ. Cũng giống Tết chứ bộ, thiếu thì kho trứng thôi. Năm mới vui vẻ. Bye xin cô chỗ nằm nghỉ trưa luôn. Tí chiều là mình đi xuống Đài Long. Đây là con trai cô nè. Gặp gia đình người tốt cho ngủ nhờ. Trời ơi, anh cũng không biết quen biết lẹ vậy nè. Chiều quen lẹ gì vô hết. Đi xuyên lục địa à, đi xuống dạ. Nóng rồi đây nè. Dạ, thì em đang xuống rồi đó đó. Cái này đó. Đường đi như thế nào? Đường đi cũng được, không nói nữa. Xe đạp là mày đi, mày dắt, mày đi đường khỏe đâu phải hả? Ừ thôi, làm miếng đi. Chúc sức khỏe năm mới, rồi. Em tên gì? Dạ, em tên Lâm. Lâm, rồi, anh tên Đức. Đây, Đức Quyên. Chúc gia đình mình là dồi dào sức khỏe. Rồi gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Rồi chào em, chúc em thuận lợi bình an. Dạ, dạ, dạ. Gửi lời. Thank you.
tại suối nước nóng. Suối nước nóng này là có cái giếng. À, cái giếng này là kiểu như là ở dưới có cái gì á, là đun nước nóng là nước cứ chảy ra. Hay lắm. À, người dân địa phương ở đây thì tới đây tắm rồi các kiểu. Đây, đường đi xuống nãy. Tới suối nước nóng từ lúc mà 4 giờ rồi. Mà dưới kia thì đông quá. Thì đây. Không. Mình tính là cắm trại ở đây luôn. Dựng cái lều ở đây luôn. Có củi này, tối đốt rác. Tối đốt. Nhìn chỗ này chắc ok á. Thôi, lều trại đâu xong cũng xuống hết rồi mà. Lều này. Rồi lửa này, củi này. Xong hết rồi mà còn chưa còn quá nhiều luôn. Quá đông luôn, chưa xuống tắm được. Càng ngày càng đông. Bao đẹp luôn, tha hồ chụp hình. Đoạn đường mà từ Đưng Nớ mà xuống tới Đại Long đây nè, là cái đường lúc đầu á, lúc đầu thì cái đường là xe đạp có thể đi được. Nói chung là đường đất đẹp. Mà sau đó là đi vô một cái làng nữa, cái làng cũng quên tên rồi. Nói chung là đi từ cái làng đó mà đi vô nữa là cái đường nó chỉ hẹp có tầm mét 2 à. Đường tầm đó mà dốc thì cực kỳ gắt, dốc xuống á cực kỳ gắt luôn. Thôi bây giờ là mình chắc mình nướng mấy củ khoai, ăn một hai củ đi, xong rồi mấy củ để dành ăn sáng. Thôi mình nướng khoai thôi, có cái vị. Hơi tối nha mọi người, mình không có dùng đèn, hơi tối, thông cảm nha.